đến với video tiếp theo tại vườn cảnh Nguyễn Xiển, Kinh Môn, Hải Dương. Chúng ta chia sẻ bắt đầu từ cây hoa giấy. Đúng vào thời điểm này cây hoa giấy bung lụa ra, tất cả một màu tím rất đẹp. Một cây hoa giấy dáng siêu, nhưng mà cái đặc điểm điểm nổi bật ở cái thân chính của cây hoa giấy là có những cái điểm thân chuyển mình rất là đẹp như thế này. Trong khuôn viên vườn cảnh anh Nguyễn Xiển này, những cái tác phẩm xanh chúng ta vẫn hay gọi là từ xanh khủng cũng tương đối nhiều. Đây, một tác phẩm này có chiều cao phải tầm từ 4 mét trở lên. Đẹp quá, cây xanh này lấy cái bóng này trong hình này rất tuyệt vời. Chụp một kiểu ảnh này được. Hai anh em đến kia chụp để đoạn tôi đưa lên Facebook là tôi đã đến thăm vườn cảnh nhà anh. Này, tôi lấy cái ảnh đưa lên, hai anh em cả Phương lên đây tí. Đẹp quá, cái bóng bóng xanh này tuyệt vời đâu, nhìn trong màn hình. Đẹp quá. Chụp nhá. Rồi, anh chụp đây này. Được rồi. Đẹp quá.
Đây là lúa cân đối. Thân thế tay cái này, nhọn cái này chắc là chúng đặt là dáng làng thôi đúng không? Hay là có tên gì không? Cây này có rất nhiều người đến đây thích nhưng mà chưa cũng chưa chưa đặt được ra một cái dáng gì nó cho nó mang tính tập thôi đạo. Cứ cho là dáng làng đi. Dáng làng là dáng mà chính ra là nếu mà phân tích hai cái từ dáng làng nó hay lắm anh ạ. Anh xem cái video của nhà Minh Dưỡng tôi nói về tác phẩm Chung Một Cội Nguồn cũng xuất xứ từ dáng làng. Hoặc là chỗ Vũ Tuấn Thịnh, Vũ Gia Kỳ Viên ở Thanh Hà là tôi nói về cây dáng làng trong vườn cảnh nhà ông Vũ Tuấn Thịnh. Đây là thân pháp của nó với tay đoàn của nó. Ít kịch nữa. Méo mó hay không ạ? Xúc xịu ấy. Em ở đây em chủ yếu tìm mua những được cây phôi thân pháp thân bạn mỹ tít chín có độ chín thực sự thì về bắt đầu mình tính cái phần trên cắt thu tay bắt đầu nhìn chung là cây nào thì bắt đầu mẹ nó ta được cây đẹp. Nếu phôi đầu mình đầu vào của mình không đẹp thì không thể làm kiểu gì đẹp. Đá này toàn bộ là đá thấm thủy. Vâng, đá thấm thủy. Đây là bóng dáng tổng thể phía đối diện của tác phẩm xanh dáng làng. Tác phẩm này đẹp cả bốn mặt luôn. Đúng rồi, đẹp, rất đẹp. À, đến đây chúng ta gặp một tác phẩm xanh có cái tên như anh Xuyển vẫn giới thiệu đó là Trực Quân Tử. Cây này giới thiệu anh Đỗ Sinh về thân pháp và bệ rễ thì có thể là số 1 vừa này. Vâng. Đấy. Để bây giờ chúng ta đưa ống kính đến tiếp cận với bệ rễ mà như anh Xuyển giới thiệu là đẹp số 1 ở khu vực vườn cảnh của anh. Và rất là tuyệt vời, ngày hôm nay tôi tiếp xúc với hai vườn cảnh. Buổi sáng nay thì vườn cảnh nhà anh Khánh Khàn ở Cẩm Trế, Kinh Môn, Thanh Hà, Hải Dương. Sau khi nghỉ trưa xong tôi di chuyển về Kinh Môn, Hải Dương thì tôi tiếp xúc với vườn cảnh của anh Nguyễn Sửa. Có một anh bạn tôi vừa Hà Nội điện cho tôi hỏi là bây giờ ông đang đâu và tôi đang ở Kinh Môn. Thế ông ấy bảo là ông đi cứ như là chim ấy. Thế nhưng mà thôi thì thứ nhất là lòng đam mê, thứ hai là được các anh có tiết lộ là cũng muốn hương sắc Đỗ Sinh về để có những cái thước video đẹp làm kỷ niệm. Và cũng muốn chia sẻ với bạn bè yêu cây cảnh nghệ thuật những cái tác phẩm của mình. Mà đến đây tôi thấy cảm nhận một điều trân trọng nhất là những cái tác phẩm trong khuôn viên nhà anh Xuyển lại là từ tay anh làm lên. Cái đó là tôi thật bất ngờ. Lúc đầu Nguyễn Xuyển mua và cắt thu tay lại thì vâng, tất cả các anh em đang chơi thì bỏ là cắt hỏng vâng, bên này cắt
đau quá. Chứ không phải là Nguyễn Xiển chỉ là một ông chủ kinh doanh. Thế nhưng mà cây thì phải cắt đau như vậy thì mới đẹp được. Vâng. Và có ăn thì phải đánh đau thì mới chịu. Đấy, chúng ta nghe thấy đúng không? Cho nên là cây mình không dám cắt đau thu tay vào thì không thể đẹp. À, bây giờ ta chuyển ống kính sang đối diện để chúng ta nhìn tổng thể cái vóc dáng của cây. Và di chuyển từ Ba Vì lên Kinh Môn lần này là lần thứ 3 từ khi Đỗ Sinh đi làm phóng sự. Hôm nay gặp lại anh Xiển và anh Phương Hà ở Kinh Môn. Đó là những người bạn, là những người em rất thân thiết của Đỗ Sinh. Tôi chia tay với vườn cảnh anh Xiển ở khu vực kinh doanh để đi vào thăm khu vườn sinh thái của anh Nguyễn Xiển. Chúng ta xin dừng video này tại đây để video tiếp theo chúng ta chia sẻ ở khu vườn sinh thái của anh Nguyễn Xiển.